Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà VPD. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho mọi người một mẫu đèn năng lượng mặt trời hoàn toàn mới so với hai mẫu đèn ở video trước. Đó chính là sản phẩm đèn ốc trần này đây. Bởi vì là ngoài công dụng chiếu sáng thì đèn ốc trần này mọi người có thể sử dụng như là một sản phẩm để có thể trang trí trong không gian sống của mình. Vì đèn có thiết kế đẹp, sang trọng và tinh tế. Và hôm nay mọi người hãy cùng em xem hết video này để có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm đèn ốc trần chất lượng giữa rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia. Và trước mặt em đây là hai bộ đèn ốc trần đến từ hai nơi hoàn toàn khác nhau. Một bên là bộ đèn ốc trần 300W đến từ thương hiệu VPD. Và một bên là bộ đèn ốc trần em thấy để tên là 500W, nhưng mà có giá khá là mềm, nên là em đặt mua về để mọi người có thể là so sánh với em về sự khác biệt hai bộ này nhé. Đầu tiên ấy, khi mà mọi người mua một bộ đèn ốc trần ấy, thì nó sẽ bao gồm là một thân đèn, một tấm pin, một tay bát, một remote và một bộ ốc vít. Thì về phụ kiện nhìn chung thì em thấy là hai bộ đèn này nó có phụ kiện giống nhau. Và mọi người hãy lại gần đây với em để có thể xem rõ hơn về sự khác biệt. Đầu tiên là bộ đèn 500W so với bộ đèn 300W ấy, thì kích thước bằng mắt thường đã thấy là nó có sự khác biệt rất là lớn. 500W mà nhỏ hơn 300W. Và để nhìn kỹ hơn ấy, thì đó chính là so sánh đến phần chip LED. Với đèn ốc trần thì mọi người chỉ cần xoay đúng chiều kim đồng hồ là đã có thể tháo được xem bên trong chip LED của đèn như thế nào. Với chip LED của đèn MIPD thì có số lượng chip LED ở đây là em đếm là được có 6 vòng chip LED này. Còn ở đối với đèn 500W ấy, thì ở nó chỉ có 5 vòng. Chip LED của đèn MIPD thì có số lượng chip LED nhiều. Cụ thể là nó có 328 LED. Có thiết kế tròn như này thì nó sẽ có độ tỏa rộng trong không gian của mình. Với đèn ốc trần 300W ấy, khi mà mọi người lắp đặt với độ cao hoặc là trong từ 4 mét đổ lại với không gian diện tích là từ 30 đến 40 mét vuông thì đèn sẽ cho một cái hiệu quả sáng tốt. Còn đối với cái số lượng chip LED ít như thế này thì em cũng không biết là nó có thể chiếu sáng được như thế nào. Và sẵn tiện thì em đã mở cái đèn ốc trần ra rồi thì em sẽ mở luôn cả phần bên trong để mọi người có thể thấy là rõ được số lượng cục pin bên trong của đèn nhé. Thì có 4 ốc vít ở xung quanh nên là đèn sẽ được lắp chắc chắn. Được rồi. Khi mà mở ra thì em thấy là pin to này được kết thành một nguyên khối. Trên pin thì nó có in thông số cụ thể rõ ràng và có tháng và năm sản xuất của pin luôn. Có 4 cục pin, nó tương đương với là 24.000 Ah. Với dung lượng pin như thế này ấy, thì độ chiếu sáng liên tục của đèn sẽ là dao động từ 10 cho đến là 14 tiếng ạ. Nên là mình sẽ an tâm trong quá trình sử dụng. Ngược lại, đối với mẫu đèn ốc trần 500W ở trên mạng thì em thấy là cũng có 4 ốc vít nhưng mà nó chỉ có 2 cái ốc để tháo thôi. Và mọi người cùng xem với em là bên trong cái bộ này nó sẽ có bao nhiêu viên pin nhé. Và mở ra thì nó chỉ có một cục pin duy nhất và nó không có một bất kỳ thông số nào cả. Thế là em nghĩ là cái độ tích pin và cũng như là độ chiếu sáng của cái đèn này nó sẽ không được lâu. Và khi sử dụng lâu ấy thì nó sẽ không đảm bảo sự an toàn. Và cuối cùng là đèn tấm pin. Đây là tấm pin của đèn ốc trần 300W, có kích thước tấm pin lớn 35 x 53 cm. Và tấm pin này chính là tấm pin mono. Đây là tấm pin mới của dòng đèn năng lượng mặt trời. Với tấm pin mono này thì ngay cả khi những ngày ít nắng thì cũng có thể là hấp thu được cái năng lượng mặt trời tốt, đảm bảo trong quá trình chiếu sáng sạc pin cho đèn năng lượng mặt trời. Cái khoảng trắng ở trong tấm pin thì nhỏ, đảm bảo cái diện tích tiếp xúc với ánh nắng là tối đa. Và ở mặt sau của tấm pin ấy, thì nó có sẵn dây nối dài 5m. Nên là mọi người có thể là an tâm trong quá trình sử dụng, lắp đặt thoải mái. Và trên tấm pin thì cũng có in thông số rõ ràng, như là tấm pin này có công suất là 25W và có số điện áp là từ 6V cho đến 7,2V. Ngược lại hoàn toàn thì nó chính là cái tấm pin của đèn ốc trần 500W. Thì mọi người có cảm thấy giống
với em là nó như là một vật đồ chơi, món đồ chơi dành cho con ở nhà. Và nếu như mà em đặt so trực tiếp với tấm pin 300W thì nó chỉ bằng 1/6 của tấm pin đèn ốc trần nhà MiFiD. Và về dây nối thì em nghĩ đây nó cũng là dây nối dài 5m ấy, nhưng mà nó lại bé hơn rất nhiều so với đèn ốc trần 300W. Dây nối của nhà MiFiD thì nó phải to hơn gấp 3 lần. Vậy sau video này mọi người có thể tự tin lựa chọn cho mình một chiếc đèn ốc trần chất lượng với cường độ sáng tốt và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Nếu như mọi người còn thắc mắc nào về sản phẩm hay là muốn em làm thêm về sản phẩm nào khác thì hãy comment ở phía dưới hoặc inbox về cho MiFiD thì em sẽ giải đáp cho mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của em. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy cho em xin một like, một share, một subscribe vào kênh YouTube của MiFiD nhé. Sự tin tưởng của mọi người là động lực cho MiFiD miễn phí điện mỗi ngày. Yeah.